Hello, xin chào tất cả các bác cũng như anh em trên toàn quốc đến với kênh của nhà cụ âm thanh ánh sáng Diệu Tứ tại thành phố Hải Dương. Chỉ còn ít tiếng đồng hồ nữa là bước sang một năm mới, thì Diệu Tứ xin gửi tới lời chúc mừng năm mới, chúc tất cả anh em quý vị trên toàn quốc đã từng theo dõi đăng ký kênh của Diệu Tứ Music Audio lời chúc tốt đẹp nhất, chúc sức khỏe, chúc bình an, chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc và bước sang năm 2022 gặp nhiều may mắn và đại thắng. Và trong sang năm thì Diệu Tứ sẽ mang lại những sản phẩm mới, nhạc cụ, âm thanh, những sản phẩm chất lượng đến cho quý vị, cho những người tiêu dùng, cho các anh em và trên toàn quốc. Và sẽ anh em sẽ được trải nghiệm một những sản phẩm trong tương lai hiện đại, ngon, bổ, rẻ và hay, phù hợp với những tiêu chí của người Việt. Và mong tất cả anh em cũng như các bác và quý vị trên toàn quốc sẽ ủng hộ Diệu Tứ như những năm qua. Và không biết nói gì hơn, Diệu Tứ xin gửi một lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý vị, các bạn, các chị, các anh, các bác cũng như anh em trên toàn quốc. Xin chân thành cảm ơn, xin chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn lại các bác sang năm 2022.